Xin chào quý anh chị các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì em xin phép làm video giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Vios áp dụng từ thời điểm cuối tháng 10 thời điểm hiện tại cho đến sang tháng 11 cho dòng xe Toyota Vios. Và thời điểm hiện tại và thời điểm đến hết tháng 11 là thời điểm gần như Toyota sẽ đẩy cực mạnh cái doanh số của Toyota Vios, cũng như là có rất nhiều hỗ trợ để cái Vios cuối năm nay sẽ trở lại đường đua so với những cái dòng xe hạng B khác và các cái dòng xe khác trong cái phân khúc xe du lịch, và cung cấp thêm nhiều thông tin ngoài lề nữa thì em sẽ thông báo về cái giá bán của chiếc xe Toyota Vios thời điểm hiện tại áp dụng cho đến hết tháng 10. Thì hiện tại thì Toyota Vios có 3 phiên bản, và trong đó có một phiên bản là số sàn và hai phiên bản là số tự động, và đều được lắp ráp nguyên chiếc tại Việt Nam. Và cái giá lần lượt cho các phiên bản như sau. Đối với phiên bản số sàn, phiên bản thấp nhất thì có giá niêm yết là 479 triệu. Và hiện tại thì bên em đang giảm cho dòng xe Vios số sàn là 26 triệu tiền mặt, tặng cho anh chị bảo hiểm thân vỏ 1 năm cũng như là gói phụ kiện chính hãng. Thì tính ra thời điểm hiện tại là lăn bánh khoảng 480 để lăn bánh, đã bao gồm là 1 năm bảo hiểm thân vỏ rồi. Còn cái phiên bản thứ hai là phiên bản ECVT thì có giá niêm yết là 528 triệu, và hiện tại thì bên em đang giảm là 32 triệu tiền mặt cho dòng xe bản E số tự động, và ngoài ra tặng cho anh chị bảo hiểm thân vỏ 1 năm cũng như là cái gói phụ kiện chính hãng. Thì thời điểm này thì lăn bánh chiếc xe Toyota Vios E số tự động thì anh chị chuẩn bị giúp em số tiền khoảng 527 triệu là dưới cả giá niêm yết, mà đã đầy đủ cả thuế, cả phụ kiện và cả bảo hiểm rồi. Còn phiên bản cao cấp nhất, phiên bản cũng bán chạy nhất của bên em thì có giá là phiên bản 1.5G trước mắt chúng ta đây, có giá niêm yết là 592 triệu và bên em đang giảm rất sâu cho dòng xe này, và giảm cho anh chị là 46 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị bảo hiểm thân vỏ 1 năm cũng như là gói phụ kiện. Thì anh chị chỉ cần chuẩn bị giúp em số tiền khoảng 580 thôi là lăn bánh rồi. Giá niêm yết là 592 mà lăn bánh chỉ có 508, đã đầy đủ thuế phí bảo hiểm thân vỏ 1 năm và gói phụ kiện. Giá đã quá tốt thời điểm hiện tại. Còn nếu mà anh chị nào quan tâm về trả góp thì vui lòng chuẩn bị giúp em số tiền như sau. Đối với phiên bản số sàn thì anh chị chuẩn bị giúp em số tiền dưới 100 triệu, khoảng 95 triệu. Phiên bản số tự động thì khoảng 137 triệu, còn phiên bản số sàn thì khoảng 105 số tự động tiêu chuẩn thì là 137 triệu, còn phiên bản G khoảng 150 triệu. Thì vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Vios thời điểm hiện tại, và trước mắt chúng ta đây là phiên bản 1.5G màu trắng ngọc trai và có cái ngoại thất hoàn toàn mới. Như anh chị thấy, để phân biệt phiên bản G và phiên bản E thì anh chị nhìn cái logo và cái miếng mạ chrome này giúp em. Cái logo duy nhất trên bản G sẽ được dùng logo dạng 3D, và sau cái logo này sẽ là cái hệ thống radar để phụ trách cái gói an toàn Toyota Safety Sense. Và cái phiên bản G thì sẽ có cái miếng mạ chrome sáng ở đây, còn các phiên bản khác thì chỉ có là màu sơn mờ thôi. Còn phần thân xe thì duy nhất phiên bản G sẽ được mạ chrome ở phiên nắm tay nắm cửa, còn cái la răng thì cả ba phiên bản như nhau, gương cũng vậy. Và phần đuôi xe thì phiên bản G này được sử dụng, được trang bị là 4 cảm biến sau và sử dụng cụm đèn full LED. Và em sẽ giới thiệu cho anh chị về nội thất chiếc xe Toyota Vios này. Dòng xe Toyota Vios này thì như anh chị vừa thấy thì em đã đeo chìa khóa trên người và chỉ cần ấn vào cái nút này thôi là cửa sẽ mở ra. Như anh chị biết được thì cái dòng xe Toyota Vios năm 2023 này thì mới ra mắt, và được phiên bản G thì là phiên bản được thay đổi rất nhiều. Từ ngoại hình thì cả 3 phiên bản là đã thay đổi rồi. Còn cái nội thất và option thì có phiên bản G này thay đổi rất nhiều. Từ anh chị thấy phần nội thất từ màu be đã được chuyển sang là nội thất màu đen, trông rất là thể thao, khỏe khoắn. Màn hình được nâng lên là 10 inch rất lớn, mạnh dạng nổi. Rồi có cả lễ chuyển số sau vô lăng này. Rồi có các cái cụm chức năng trong cái hệ thống Toyota Safety Sense, giữ làn đường, cảnh báo lệch làn đường và cảnh báo tiền va chạm. Ngoài ra nữa thì theo em nhận định là cái chất lượng ghế của cái phiên bản G này nó vượt trội hẳn so với phiên bản E và phiên bản E tự động và E số sàn. Còn về điều hòa thì vẫn giữ như vậy, loa thì vẫn là 6 loa, còn túi khí vẫn là 7 túi khí, tính năng an toàn thì vẫn giữ như vậy và trang bị thêm những tính năng để anh chị hỗ trợ lái. Còn về cái phần nỉ ở chân xe này, nó sẽ dùng là nỉ màu
màu xám như này thì nó đồng bộ hơn với cả cái nội thất thay đổi. Còn vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về cái giá bán cũng như là thông tin về dòng xe Toyota Vios. Từ giờ đến cuối năm thì là thời điểm vàng để mua chiếc xe, đến cuối năm dương anh chị nhé, cuối năm 2023, tháng 12 năm 2023 dương này thì là thời điểm vàng, bởi vì là cái năm làm việc của nhà máy cũng như của bên em thì sẽ tính theo là năm dương chứ không tính theo năm âm, nên là nếu mà anh chị nào có nhu cầu mua xe trước Tết thì nên mua giúp em trước tháng 12, trước tháng 12 năm 2023 dương lịch, và nếu mà thời điểm tốt nhất là mua giúp em trong tháng 11 thì nó sẽ đỡ vội hơn rất nhiều. Vâng, vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán cũng như là một số cái thông tin về xe Toyota Vios thời điểm hiện tại. Chị nào cần em tư vấn thêm về các vấn đề khác như là trả góp hay về lịch xe, giá xe, màu xe thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline em trên màn hình. Xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.